Chào mọi người, hôm nay mình làm video này á là để thông báo cho mọi người biết rằng trong khoảng thời gian mình không ra video á, tại lý do là vì lý do bản quyền. Về vấn đề bản quyền thì nó rất là phức tạp, cho nên là mình không thể ra video được. Mình không làm về những cái lĩnh vực cắt ghép hay về liên quan tới âm nhạc. Trong một khoảng thời gian á, mình rất cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình. Sau hơn một tuần chờ đợi ấy thì những gói hàng của mình cũng đã về. Hôm nay mình sẽ móc ra cho mọi người xem rằng trong đây có gì. Sau hơn một tuần chờ đợi thì gói hàng của mình cũng đã về. Chắc là tại vì được vận chuyển từ nước ngoài cho nên nó hơi lâu. Hôm nay là lần đầu tiên mình làm video nói chuyện với các bạn cho nên là có vẻ không tự nhiên cho lắm, là mong mọi người thông cảm. Sau khi mình làm nhiều video hơn á thì chắc có lẽ là nó sẽ tự nhiên hơn. Cùng xem trong gói hàng có những gì nào. Còn album của chị Dẹo nhà ta thì mình nghĩ là chắc lâu mới về được. Wow, nhìn bìa ở ngoài là cả thấy quá xịn. Đây là chén. Biết đây là gì nhá. Wow. Dẻo. Đây là lía. Visa. Đây là cô chú dừng bất chấp. Đây là gì ta? Khi mình đặt nhiều quá mình cũng không nhớ cái gì nữa. Cùng xem nào. Đây là kẹp để treo hình và dây. Wow, rất xinh. Quá đẹp, rất là nhiều hình. Đây là hình như là 30-40 tấm gì đấy. Này mình sẽ gỡ ai trước nào? Mình sẽ gỡ hình nhóm trước nha. Nhìn hộp thôi là đã thấy xịn nha. Wow. Đẹp thế. Đây là ảnh hậu trường. Happy birthday. Hai, hình như là sắp đến sinh nhật của Lisa.
birthday, happy birthday cô Lía. Thực phẩm quá đẹp luôn mọi người. Đây là Jenny. Happy birthday của chén nè. Happy birthday chẹo nhà ta. Quá xinh. Hình nhóm là 40 tấm nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Rất là nhiều hình. Còn lại là bốn hình của bốn thành viên. Tại vì group của mình là chị Dẹo cho nên mình ưu tiên cho chị Dẹo. Hình này là mình sẽ dán tường này. Mình sẽ gỡ bé Dẹo nhà ta trước nha. Xem nào. Wow. Rất đẹp. Xinh thế. Xinh không mọi người? Hình rất là đẹp, rất là chất lượng nha. Có vẻ như shop này rất là uy tín. Hình rất là đẹp. Chứ không có giống như nhiều hình của nhiều bạn. Nó không có được chất lượng, có vẻ như là hình ở đây tự làm ấy, tự in nhá. Tiếp theo là mình sẽ gỡ cô chén gì nhà ta coi thế nào nè. Hình rất là xịn luôn. Rất đẹp. Hình rất là sắc. Mọi người nào mà muốn mua thì chứng minh bên dưới nha. Gì mình sẽ nói tên shop cho. Cái này là mình đặt trên Shopee. Còn nhiều bạn nó muốn xem những cái video mà ngắn ấy thì nhớ lên TikTok của mình xem nha. Đường link đó thì mình có gắn ở trên tab cộng đồng ấy. Đây. Tiếp theo là mình sẽ gỡ Lisa. Để xem cô em út người ta có xinh cỡ nào này. Có vẻ hơi nền nóng. Một sấp hình trong mỗi hộp là 30 tấm nha mọi người. Là rất đẹp. Xà rất xinh luôn ấy. Wow. Wow, đẹp quá.
ảnh rất là ok luôn. Có điều chờ đợi shop gửi về hơi lâu, cũng có thể là tại mình ở tỉnh lẻ cho nên nó hơi lâu. Ui, hình này xinh thế. Là Lisa. Bỏ vào hộp lại nào. Tiếp theo là cô chén nhà ta. Úi, không không không. Có vẻ có tướng phu thê quá mà nhìn lộn thành cô chén. Nhưng không, cái đây là cô sú. Để coi chị sú thế nào nè. Cái giống nhau luôn. Wow, xinh thế. Quá đẹp. Xinh không mọi người? Hình rất là chất lượng, rất là đẹp. Wow, tấm này đẹp cực. Mỗi hộp như vậy là 30 tấm nha. Ừ, có ai đã sưu tập đủ 4 lon Pepsi của 4 chị chưa? Mình thì có vẻ như là ở tỉnh lẻ cho nên là ở những cái bách hóa nó không có bán rồi. Và mình cũng chưa order về được nữa. Tại vì chắc phải nhờ những cái bạn ở Sài Gòn phải tốn công đi sưu tập thì mới được. Những lon Pepsi thì mình không dám dùng nữa. Đây vẫn còn để nguyên ý. Chị dám uống nước khác chứ không dám uống gì. Xong, đây là gói hàng của mình. Còn một gói nữa nha mọi người. Nhưng mà chắc để hôm khác. Mình sẽ cho mọi người xem. Còn đây là hộp cuối cùng. Nhìn như cũng có vẻ như là đây là kẹp hình treo. Nhưng mà loại kẹp nhỏ hơn. Đây là hình của 4 thành viên. Wow. Đẹp quá. Lần đầu mình ra video nói chuyện với các bạn như vậy không có vẻ như là không có được tự nhiên ấy. Mình không nói chuyện một mình được. Cho nên á, mọi người đừng có chê nhé. Tại vì á, những cái video kia mình làm á, nó rất là dễ bị dính bản quyền, là kênh của mình có nguy cơ bị xóa, cho nên mình không thể nào tiếp tục làm những cái video đó được. Cho nên đành chắc phải làm video khoe với mọi người những cái này quá.
sau khi kết thúc video này thì mình sẽ treo những tấm hình này lên nhé, trang trí cho căn phòng của mình được xinh hơn. Hôm trước thì mình cũng có đi tìm một bộ ga giường có in hình của Blackpink nhưng mà có vẻ là chưa có nên chưa tìm thấy. Còn một gói hàm nữa, nhưng mà trong đây á cũng là hình của các chị. Nhưng mà để hôm khác mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nha. Còn bây giờ á, hôm mình làm video ấy là mình cũng định nói chuyện với các bạn nhiều hơn, nhưng mà có vẻ như là lần đầu tiên mình nói chuyện một mình cho nên là có vẻ như là không nói chuyện được. Mong các bạn ủng hộ mình ở video đầu tay này, mình có động lực nói chuyện với các bạn nhiều hơn. Có vẻ như là mình cũng được tự tin với cái giọng nói của mình nó không được hay, nhưng mình rất mong mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh nha. Bye bye. Tạm biệt mọi người.